Làng Tạc Tượng Bảo Hà là làng nghề điêu khắc sơn mài truyền thống đã tồn tại trên 500 năm tại xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Nơi đây được coi là cái nôi của nghề tạc tượng Việt Nam. Hiện trong miếu thờ tổ nghề của làng vẫn còn thờ bức tượng Đức Linh Lang Đại Vương do chính thánh sư nghề Nguyễn Công Huệ tạc. Đây là bức tượng độc đáo, đã trên 500 năm tuổi. Tượng cao 1m6, đặc biệt có thể đứng lên ngồi xuống tự động. Đây được coi là cổ vật xứ Đông, đồng thời là bức tượng độc nhất vô nhị trong số những bức tượng hiện có ở Việt Nam. Nghề tạc tượng vẫn được duy trì tại làng cho tới hôm nay. Các nghệ nhân làng Bảo Hà không bao giờ vội vã hay qua loa khi hoàn thành một tác phẩm, ngay cả khi đơn đặt hàng đã nhiều và khách hàng hối thúc. Thông thường để hoàn thiện một bức tượng phải mất từ 2 tuần hay tới 1 tháng, tùy vào kích thước cũng như nội dung của bức tượng. Thời gian đục đẽo tượng mất khoảng 10 ngày. Thời gian sơn vẽ thêm chừng 5 ngày nữa là có một tác phẩm hoàn thiện. Với hơn 500 năm tồn tại và phát triển, làng Tạc Tượng Bảo Hà từ lâu đã trở thành ngôi làng nổi tiếng với nghề truyền thống độc đáo, gắn liền với nhiều hoạt động văn hóa du lịch của vùng đồng bằng sông Hồng.